Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Rainbow và mình là Lân. Đây là hôm nay thì bọn mình sẽ tiếp tục với video cuối cùng trong series những điều chúng ta nên cân nhắc khi lựa chọn một đôi giày. Và mời intro hơn 30 giây nào. Và cái vấn đề mà tụi mình muốn đề cập trong cái clip ngày hôm nay đó là lựa chọn giày dựa theo cái mặt sân mà các bạn đang thi đấu. Đúng rồi. Thì em muốn chia làm hai cái mặt sân chính đi. Đó là mặt sân indoor. Nó thường thường bao gồm sẽ là mặt sân gỗ nè, nhựa với lại thảm. Ok. Thì đối với các bạn mà hay chơi mặt sân indoor, có thể các bạn không còn quá quan tâm về cái việc chất liệu cấu thành cái traction. Tại vì phần lớn cái nhà sản xuất bây giờ họ vẫn đang làm những đôi giày hướng tới mặt sân indoor nhiều hơn. Okay. Và thường thường những đôi giày đó sẽ là bằng cao su mềm. Ừ. Các bạn, điều các bạn nên quan tâm á, có thể sẽ là cái việc mà cái traction được cấu tạo theo cái hình thức như thế nào. Cái dạng vực đế nó sẽ là handball nè, xương cá hay là áp lực bàn chân, hoặc là những kiểu như là vòng tròn đồng tâm. Nó sẽ có những gọi là hỗ trợ cho từng cái bước di chuyển của bạn một cách cụ thể hơn. Đúng rồi. Và okay, nó tạo một cái độ bám đúng nhất định. Nó sẽ mà sẽ tốt đúng và rồi, nó hit cái sân tốt hơn. Ví dụ như ở đây có carry 7 thì Tuấn có thể dỡ cái carry 7 lên cho các bạn coi. Đây. Bạn thấy là nó không có dày không, nó hơi thưa là khác. Nhưng mà nó bám sân rất là tốt. Ừ. Và tiếp theo Tuấn á, thì mình sẽ bàn tới về mặt sân outdoor. Là thường là những cái mặt sân xi măng, những mặt sân nhựa đường. Rất là bạo lực luôn. Thì khi nhắc đến outdoor, chúng ta quan tâm đến độ cứng và độ sâu của vân đế. Vì hai cái yếu tố này nó sẽ giúp cho đôi giày bám trụ lâu hơn trong một cái thời gian dài chúng ta thi đấu và chơi ở ngoài trời. Nhất là chơi bào ở những cái sân xi măng, nó khá là nhanh mòn đấy. Thì ở đây bọn mình có một số đôi, nó sẽ trông như thế này. Ví dụ như đôi này chẳng hạn, thì bạn thấy đế được sắp xếp rất là chi chít và nó sát nhau, và nó cũng có một cái độ dày và độ cứng nhất định. Nó sẽ giúp cho cái đế này bền hơn khi mà chúng ta bào ở ngoài trời. Nhưng mà khi mà đem vô trong nhà á thì chưa chắc đâu. Thì nó, như tôi nói hơi trơn đúng không? Đúng rồi. Thì nó xếp sát nhau quá, nó không có miết được, không ma sát tốt với sân được thì nó dễ trượt luôn. Đúng rồi. Có một đôi nữa đáp ứng cả hai luôn, thì là đôi ví dụ như đem 7 chẳng hạn. Đế sắp xếp rất là kiểu vừa, nó không có dày, nó không có quá thưa mà nó có độ cứng và độ dày nhất định, thì đôi này chắc chắn là kiểu hoàn hảo cho cả hai mục đích. Có nhiều bạn á thì rất là thích những giày signature của idol mình, ví dụ như Tuấn này, Tuấn rất là thích LeBron. Chính xác. Đúng rồi. LeBron êm xịn, nhưng mà ví dụ như con này LeBron 18 này thì nó khó mà cày outdoor lâu được. Thì tuy nhiên lúc đó chúng ta cần cân nhắc đến những sự lựa chọn khác nó phù hợp hơn mà nó vẫn đúng với cái nhu cầu của chúng ta. Theo em chắc là có hai hướng, kiểu như là mấy bạn đang gọi là sao ta, không có bị vấn đề về mặt tài chính á. Để bạn hoàn toàn có thể mua một đôi để cày xong rồi đi đắp đế, và hoặc là mua cả hai đôi, một đôi đi sơ cua chẳng hạn. Còn nếu như mà theo hướng thứ hai là chúng ta không dư giả về tài chính, thì mời các bạn cùng bọn mình đến với phần tiếp theo. Đó là tiêu chí về kinh tế. Thì xét về vấn đề tài chính á, một số bạn sẽ thích những đôi cái đôi giày signature. Đúng rồi. Nhưng mà nó lại gây ra một cái áp lực nhất định khi mà thường thường những đôi giày signature có mức giá khá là cao, nhất là thời điểm nó mới ra mắt. Đúng, chính xác. Với lại một cái nữa là những giày signature có thể không phù hợp với cái mặt sân các bạn đang thi đấu. Phần lớn ở Việt Nam mình là vẫn đấu sân outdoor khá là nhiều. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái dòng giày gọi là budget. Chẳng hạn như nếu bạn thích LeBron đi, bạn không cần phải mua LeBron dòng 9, 17, 18. Bạn có thể hoàn toàn lựa chọn sang dòng Winnet, với bộ đế có thể là không quá trâu nhưng mà vẫn đảm đương tốt cho các bạn nếu mà chơi mặt sân outdoor. Đúng, chính xác.
hoặc ở đây mình có đôi KD Trey, thì nó là cái dòng budget của KD chính, KD đánh số đó. Thì nếu như chúng ta không có nhiều tiền để mua một cái đôi KD đó nó quá cao á, thì đây một sự lựa chọn rất là hợp lý cho Mason Aldor. Hoặc chúng ta có carry flytrap chẳng hạn, nhiều bạn có vấn đề với lại bộ đế của dòng carry flagship, vì gần đây thì bộ đế nó càng ngày càng thưa và mềm. Thì đây, cái đôi flytrap này sinh ra là để đảm đương cái công việc outdoor mà dòng carry chính không thể. Đó là những cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Còn một trường hợp nữa đó là khi mà chúng ta không có dư giả để mua cả những cái dòng budget của signature, thì chúng ta nên cân nhắc tới những đôi giày nó đủ khả năng và hợp túi tiền hơn. Đúng rồi, chẳng hạn như mấy dòng như là đôi Air Max Impact chẳng hạn, vân đế của nó rất là cứng, rất là dày, mà giá tiền của nó thì thoải mái. Đúng rồi, chính xác. Ngay đầu. Và có một điều nữa là nó còn có Air Max ở đây giảm chấn cho chúng ta nữa, rất là tốt. Hoặc như đôi Kobe kia chẳng hạn, nó có một tiếng zoom có thể gọi là giúp chúng ta giảm chấn hoặc là bứt tốc, mà vẫn có một bộ đế êm để cho chơi outdoor chẳng hạn, thấy ví dụ như vậy. Thì đó là tất cả những cái tiêu chí mà bọn mình muốn truyền tải và chia sẻ đến các bạn khi mà chúng ta cân nhắc lựa chọn một đôi giày. Và mình tin là sau 3 clip mà bọn mình vừa làm thì các bạn sẽ có được câu trả lời cho cái vấn đề là liệu chúng ta nên chạy theo signature line hay là chúng ta nên chạy theo cái nhu cầu của bản thân mình. Và hy vọng là các bạn đã có được thông tin hữu ích cho mình. Và nếu như các bạn thích cái series này của tụi mình, các bạn hãy để lại một like, share, một subscribe. Đó sẽ là động lực để cho tụi mình làm tiếp những cái series khác bổ ích để gửi tới cho các bạn. Và nếu như các bạn có những cái quan điểm, thông tin, quan điểm hoặc là những cái chủ đề nào đó còn tụi mình làm, thì các bạn cứ mạnh dạn để lại dưới comment, tụi mình sẽ đọc. Đúng, chính xác. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập và những series tiếp theo của Rainbow Channel.